Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Trong ngày hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác tổng thành những cái chiếc xe mới về sáng ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày 6 tháng 6 năm 2019. Và đây, tất cả những các bác đang nhìn thấy đây là những cái xe đạp mới về ngày hôm nay. Thì em sẽ nhanh nhạy đánh giá chi tiết qua một lượt tất cả những cái chiếc xe này. Và tổng thành sơ lược thôi. Thế còn bác nào muốn muốn ảnh chi tiết thì hãy nhắn Zalo cho em qua số điện thoại em để dưới phần mô tả 0975709943. Và bây giờ em sẽ tiến hành đánh giá chi tiết từng chiếc một. Vâng, đây là rất nhiều xe đạp đua và touring 700C mới về. Chiếc này là chiếc đua carbon toàn phần này. Rồi một số xe địa hình, một số xe đua rất là đẹp. Nhìn rất đẹp, em đánh giá sơ qua đầu tiên. Đầu tiên là xe đạp Nhật bãi, gian X-Cape. Giá đính kết bãi Nhật giá 5 triệu, các cái xe địa hình giá rẻ giá từ 3 triệu 6 cho đến 4 triệu rưỡi, 5 triệu, rất là ngon. Những cái xe Nhật bãi giá ngon đổ rẻ. Rồi tiếp theo là một con xe đạp đua mới về, đó là xe đạp đua dây OCG 3300. Con này thì size là size S. Size S cấu hình là 2 đĩa 8 lít đề Clarit, lốp 700C, cọc yên gian nguyên bản hết, sơn đẹp khoảng 90% đấy, tay lắp Clarit màu cam đen. Xe đạp đua OCG 3300 em đang bán với giá là 7.200.000 đồng, bao ship toàn quốc, trợ cấp bảo hành. Còn tiếp theo là chiếc FCG 3500. FCG 3500 chiếc này là cấu hình là 3 đĩa 8 lít đề Antut. Con này để mà nói thì cấu hình nó ngon hơn con SL2 một chút, thì nó là đề Antut, còn con SL2 là chỉ là đề tôi đây 8 lít tanh dầu. Size là con này là size M. Càng nhôm rất là đẹp, FCG 3500. Em có hai chiếc, một chiếc này và một chiếc màu trắng. Chiếc màu trắng sơn cũng khá là đẹp, cũng như vậy. FCG 3500. Hai chiếc đều bán với giá là 7.900, bao ship toàn quốc cho các bác. Tiếp theo là chiếc xe đua gian OCG 2800, tay lắp Clarit 8 lít 2 đĩa Meyer gian. Nước sơn cũng khá là đẹp. Tiền thì các bác dùng đã là em cấp lên tiền Velo. Gạt đĩa Clarit sơn đẹp, không có vết xước mà nhiều. Chiếc xe này em đang bán với giá là 7 triệu bao ship toàn quốc cho các bác. OCG 2800. Một size con này là size S. Thầy bác nào muốn hình chi tiết thì nhắn Zalo cho em. Nhắn Zalo cho em qua số điện thoại 0975709943 để trên màn hình. Các bác có thể quét được cái mã này, quét cái mã này để xem tổng thể tất cả các xe hiện có tại cửa hàng. Mã QR code đấy. Các bác có thể quét cái mã này. Tiếp theo là con OCG, con FCG. Dòng FCG là dòng touring, càng đơn tay thẳng, còn dòng OCG là dòng đua. FCG 3300, con này cấu hình thì nó xem S là 2,
là đề tua lây, tua lây TX. Nhưng mà nó lại 3 đĩa, còn con SL2 là size là size S. FCG 3300 cấu hình là 3 đĩa 8 lít để tua lây. Yên liếc rồi còn rất là đẹp. Nước sơn rất là đẹp luôn. Tất cả những xe này em đều chọn lựa ở bên nước ngoài và đi máy bay về cho nên là không có gần như là không có vết xước và đồ mới, toàn 80-90% hết. Tiếp theo là chiếc xe địa hình Mosso, cấu hình cực ngon. Cấu hình là giảm sóc hơi. Cấu hình là giảm sóc hơi Epicon. Giảm sóc hơi nhé các anh. Đây, bên này. Hơi. Epicon Meyer đi vòng hiệu Lovatec. Phanh dầu riêng con này là quá hình, cấu hình quá khủng luôn. Phanh dầu DOG. Như các bác nhìn thấy đây. Điện thoại này lớn nhất chậm. Phanh dầu DOG. Tay bấm chuyển số DOG. Mosso. Khung nhôm sơn quá đẹp, gần như không có vết xước lớn, trên 90%. Mosso đùi đĩa DOG, bê đan là bi vòng, đề chuyển số là DOG 2, 4, 6, 8, 10 lít, 10 lít không cối có lỗ. Cối bình thường ạ. Cối bình thường Meyer Lovatec. Meyer Lovatec. Lovatec là một cái hãng Meyer rất là tốt, rất là nổi tiếng. Đề DOG. Đùi DOG. Meyer Lovatec. Chiếc xe này em đang bán với giá là 7,5 triệu bao ship toàn quốc cho các bác. Làm sóc hơi Meyer bi vòng trước đằng sau. Phanh dầu DOG. Tay bấm DOG. Và chiếc tiếp theo là chiếc địa hình MOS, địa hình Eurobike. Cấu hình là đùi đĩa trục rỗng Alivio. Đề là Shimano STX 10 lít, cũng Meyer bi vòng Lovatec. Khung nhôm cũng giảm sóc hơi, con này giảm sóc hơi nhưng mà phanh là phanh Shimano bình thường. Phanh dầu Shimano, để ăn tút. Tay bấm đề là ăn tút, phanh dầu Shimano thường thôi chứ không được DOG như con Mosso kia. Thì con này có giá rẻ hơn. Là con này là 6,2 triệu bao ship toàn quốc cho các bác. Em một số xe nhập bãi, xe Merida thì Merida cấu hình cũng quá ngon, có 5,5 triệu thôi để đùi đĩa là DOG, đề DOG 9 lít, 5,5 triệu con Merida này. Con này em đã báo giá rồi. Con địa hình Upland này cấu hình là đùi Shimano, lít 8 tầng phanh dầu Shimano đề Aceza, giá là có 4,8 triệu rồi, 4,8 triệu phanh dầu Shimano. Phanh dầu Shimano. Bác là muốn hình chi tiết thì các bác nhắn Zalo cho em. Tiếp theo là chiếc xe đua gian OCG màu xanh, tay lắc Sora. Tay lắc Sora. Meyer bi vòng. Tay đan bi vòng. Đấy, người dùng này độ rất là ngon rồi. Nâng cấp. Tiếp 8 tầng để ăn tút. Nước sơn còn đẹp, giá là có 5,7 triệu đấy. 5,7 triệu bao ship toàn quốc cho các bác một con xe đua sử dụng tay lắp Sora, quá ngon, giá có 5,7 triệu đấy.
Tiếp theo là một chiếc địa hình Giant ATX7. Con này cấu hình quá ngon. Đùi DOG, đè DOG 9 lít phanh dầu Mayo DOG cả đằng trước và bánh đằng sau luôn. Cái điện thoại này em hơi khó quay thì giảm sóc thủy lực. Phanh dầu Shimano trên tay. Tay bấm là Antut ATX7. Giá là 5,5 triệu. ATX7 đề DOG, đùi đề DOG giá 5,5 triệu. Bao ship cả quốc cả bắc. Con này có khi còn ngon hơn Canada. Con này phanh dầu. Và cuối cùng là một em Felix tuần hoàng đến từ Trung Quốc, một thương hiệu quốc dân, một thương hiệu xe đạp rất là nổi tiếng của Trung Quốc. Như các bác biết thì thời xưa thì cái thời bao cấp ấy thì xe đạp Phượng Hoàng thì đã là rất đi vào lòng người dân của Việt Nam là rất là tốt rồi. Thì đây là chính là một cái xe đạp đua hiệu Felix Phượng Hoàng của Trung Quốc hàng xịn nha các bác. Đấy, có logo con Phượng Hoàng này. Con này, con xe đua này là cấu hình là carbon toàn phần, khung carbon luôn các bạn, khung carbon toàn phần, hàng chính hãng Felix của Trung Quốc, có mã vạch các thứ đàng hoàng. Đấy, hàng chính hãng, khung carbon toàn phần, càng carbon, khung carbon. Đấy. Đè của nó là đè Sora, đùi đĩa CNC nhôm Pro Wheel, gạt đĩa Sora lip 9 tầng, bánh 700C, Mayer bi vòng và khung carbon toàn phần. Con này có giá là em bán là 8,9 triệu, bao ship toàn quốc cho các bác. Tay lắp Sora. Tổng thể là con Felix nội địa Trung Quốc, xe đua nội địa Trung Quốc carbon, hiệu Phượng Hoàng đấy. Hiệu này chỉ là tiếng Anh Felix, chứ còn tiếng Việt thì mình hay gọi là Phượng Hoàng ấy. Con này là Phượng Hoàng chính hãng của Trung Quốc, mã vạch đàng hoàng. Giá là 8,9 triệu carbon toàn phần, khung carbon, càng carbon, 8,9 triệu, bao ship toàn quốc cho các bác. Một số xe đạp địa hình Giang A Tĩnh 7,5,5 triệu đều có hình DOG. Một số xe mới về ngày hôm nay, chiều ngày 6 tháng 6 năm 2019. Và các bác quét cái mã vạch này, dành cho các bác chưa biết thì các bác có thể quét các mã vạch này để xem những cái xe em hiện có. Các bác vào Zalo, bác vào phần cuối cùng đây. Rồi, vào phần cuối cùng rồi vào phần mã vạch này. Đó, các bác quét đưa lên cái mã vạch này. Nó ra một cái trang web, các bác ấn đồng ý thì nó sẽ ra tất cả, ra cái website mà có tất cả những cái xe em đang hiện có ở trong cửa hàng. Đấy, giá cả tất cả các thứ em bán là bao nhiêu em công khai. Và các bác nào muốn hình chi tiết thì nhắn Zalo cho em qua số Zalo là 0975709943. Các bác ấn tạo màn hình quét cái mã vạch. Vâng, và trong thời gian vừa rồi thì em cũng làm những cái video tổng thể này thì cô lượt xem nó cũng rất nhiều. Thì các bác, một số bác thì hỏi xe chậm quá cho nên là cái xe đó em đã bán rồi, thì rất là mong các bác thông cảm được thứ. Tại vì xe ở bên em là em bán xe đã qua sử dụng tại thị trường nước ngoài cho nên là số lượng chỉ có một chiếc, em đã nói rồi. Cho các bác nào mà thích thì nhanh tay liên hệ với em để sở hữu chiếc xe, chứ còn em đã bán rồi cho các khác thì em không thể làm cách nào để có con thứ hai em bán cho các bác được. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. Về xe phát là em làm video tổng thể luôn. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.